Bí ẩn của tấm hình hộp sọ lửa trong Minecraft. Về cơ bản thì đó chỉ là một cái tiêu đề clickbait để cho mấy bạn vào trong cái video này thôi. Bức hình này cũng chẳng có gì gọi là bí ẩn cả. Nhưng từ 10 năm trước đã luôn có một câu hỏi được cộng đồng đặt ra rằng bức hình này được chụp ở đâu? Hay là bức hình được vẽ dựa trên thế giới nào? Nếu các bạn nhìn sơ qua bức hình này, chúng ta có thể thấy mờ mờ một dạng thung lũng và đồi núi ở phía sau cái đầu lâu. Vậy thêm một câu hỏi nữa đặt ra là nếu đó là một thế giới Minecraft thì có cách nào để chúng ta có thể chơi được trong thế giới Minecraft của bức hình này hay không? Trước khi đến với câu trả lời thì mình sẽ đi qua một vài bức hình khác cũng đã được cộng đồng đặt ra những câu hỏi tương tự. Đầu tiên đó chính là pack.png, một bức hình vô cùng quen thuộc mà chắc chắn bất cứ ai trong chúng ta đã chơi Minecraft rồi cũng sẽ đều biết đến bức hình này. Tiếp theo đó chính là một số bức hình ở màn hình chờ của Minecraft qua tất cả các phiên bản. Tất cả những bức hình này, kể cả bức đầu lâu lửa trong Minecraft, đều có một đặc điểm chung. Đó chính là tất cả các thế giới ở trong những tấm hình đó đều đã được tìm thấy và tất cả mọi người đều có thể vào trong những thế giới đó để chơi. Và bằng cách nào mà những người chơi trong cộng đồng Minecraft có thể tìm thấy được thế giới của những bức hình này? Chúng ta hãy cùng nói trong video này nhé. Đầu tiên, nói về những người đã tìm ra được những thế giới đó. Chúng ta gọi họ là những người giải mã hạt giống, hay tiếng Anh là seed cracker. Chúng ta đều biết được rằng là bất kỳ thế giới nào của Minecraft cũng có một hạt giống đại diện cho thế giới đó. Mỗi thế giới sẽ có một hạt giống riêng biệt. Và thứ mà những người giải mã hạt giống truy tìm chính là những hạt giống của những thế giới bên trong những bức hình mà chúng ta đã được biết. Chúng ta đầu tiên sẽ nói đến bức hình pack.png. Pack.png là một bức hình thực chất là nó không được rõ cho lắm. Tuy vậy, với tất cả những thông tin có cho bức hình này, bao gồm là các tầng địa chất và các vị trí đặt block của đá, cây cối và đất, đi kèm với đó là một số bông hoa. Cuối cùng là hướng bay của những đám mây trên bầu trời, thì những người giải mã hạt giống đã có thể tìm ra được vị trí tọa độ chính xác của địa điểm ở trong bức hình này, đi kèm với đó là hạt giống thế giới. Nói như mình thì nghe có vẻ đơn giản thôi, nhưng thực chất bọn họ đã phải làm rất là nhiều việc, từ tính toán cho tới phải thử qua hơn 700.000 loại hạt giống khác nhau trong Minecraft để có thể tìm ra được nó. Tiếp theo là một bức hình khá nổi tiếng mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều biết, đó là bức hình về Herobrine. Bọn họ đã có thể tìm được vị trí của bức hình này với một cách thức khá tương tự với những bức hình khác. Tuy vậy thì bức hình này khó hơn. Là vì sao? Thứ nhất là cái tầm nhìn của người chơi trong bức hình này nó quá thấp. Chúng ta không thể nào thấy mây để có thể xác định được vị trí tọa độ. Nhưng bọn họ đã sử dụng một số những cái đặc điểm tiêu biểu, ví dụ như là vị trí của cây cối đi kèm với đó là một cái góc giống như là một cái rìa của một trân ở trong Minecraft để có thể xác định được vị trí của ngọn đồi này. Cuối cùng là nhờ vào cái texture cỏ ở trên mặt đất để có thể xác định được hướng nhìn của nhân vật đang chụp màn hình. Và họ cũng đã tìm ra được vị trí ngọn đồi đi kèm hạt giống của thế giới. Ngoài ra, bức hình chúng ta đang nói tới trong video này đó chính là bức hình đầu lâu lửa. Bức hình đầu lâu lửa ở trong Minecraft là một cái hình vẽ trông rất là mờ. Tuy vậy thì có một phiên bản rõ hơn của nó được vẽ bởi họa sĩ Christopher Jester Strand. Với bức hình chi tiết này thì khi kéo sáng hơn chúng ta sẽ thấy được rõ hơn tất cả mọi thứ. Chúng ta có ở đây có mây, cây cối, đi kèm với đó là các tầng địa hình. Thì như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với những người giải mã hạt giống để tìm ra được tọa độ và hạt giống chính xác của thế giới nằm đằng sau cái đầu lâu. Và chỉ vài tháng sau đó bọn họ đã tìm ra được nó. Vậy ai là những người giải mã hạt giống? Mình muốn nêu tên lên trong video này đó chính là một nhóm mang tên là Minecraft at Home. Là một cộng đồng tập hợp những người rất là thông minh chỉ với mục đích là giải mã tất cả các loại hạt giống đã từng xuất hiện trong suốt lịch sử của Minecraft. Từ những hạt giống mà mình đã kể trong video này cho tới hạt giống ở trong trailer của Minecraft. Và hơn thế nữa là bọn họ đã có thể giải mã hầu hết tất cả những hạt giống xuất hiện ở trong màn hình chờ. Và anh em nghĩ sao về những thành tựu này của cộng đồng Minecraft với những bức hình hơn 10 năm tuổi mà bọn họ còn có thể giải được hạt giống ra, thì không biết họ có thể đạt được những thứ gì ở trong tương lai. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau nha. Bye bye.